Xin kính chào và mời quý khán giả theo dõi trang tin địa phương của thành phố Sa Đéc thứ ba ngày 23 tháng 7. Chương trình hôm nay sẽ có ghi nhận về tấm gương chị Thái Thị Mỹ Trâm hết lòng với công tác phụ nữ. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Sa Đéc khóa 12 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 17 để đánh giá tình hình lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng tiếp theo. Hội nghị đã thông qua các tờ trình về báo cáo tình hình kinh tế xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, tình hình thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản, kế hoạch thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tiến hành thảo luận, đóng góp các giải pháp trong việc phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý đất công, xây dựng nông thôn mới, quy hoạch phát triển đô thị thành phố. Trước đó, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Sa Đéc đã tổ chức cuộc họp đột xuất thông qua các tờ trình của Ban thường vụ thành ủy về giới thiệu nhân sự bầu giữ chức vụ ủy viên và chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả bỏ phiếu, bà Tô Thị Kim Thanh, Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, đắc cử chức danh chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng đã công bố các quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy về tặng cờ, bằng khen cho tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2019-2023. Đoàn công tác của Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc tỉnh Đồng Tháp vừa có buổi giao lưu tại thành phố Sa Đéc, tìm hiểu đời sống của bà con cộng đồng người Việt gốc Hoa trên địa bàn thành phố. Tại buổi giao lưu, các đơn vị đã trao đổi, đề ra công tác phối hợp trong thời gian tới, trong đó có việc tăng cường công tác phối hợp trong đào tạo tiếng Hoa miễn phí cho người dân có nhu cầu. Trước đó, đoàn có buổi tham quan thực tế tại Bệnh viện Mắt Quang Đức và Chùa Bà Thiên Hậu. Ban chỉ đạo đề án 1371 thành phố Sa Đéc vừa tổ chức ra mắt mô hình tuyên truyền năm 2024 tại phường An Hòa. Trên 150 cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương tham dự. Mô hình tuyên truyền được thực hiện bằng hình thức lắp đặt các bản mã QR tại các điểm công cộng và tặng các móc khóa có in mã QR cho người dân. Người dân chỉ cần dùng điện thoại quét mã QR là có thể truy cập và tra cứu các văn bản pháp luật hữu ích trong cuộc sống. Dịp này, Ban Chỉ huy quân sự thành phố còn phối hợp với Ủy ban dân phường An Hòa tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức hội thi tuyên truyền chuyên pháp luật giỏi cấp cơ sở năm 2024. Với mong muốn tập hợp, hỗ trợ, chăm lo cho phụ nữ, thời gian qua, chị Thái Thị Mỹ Trâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 thành phố Sa Đéc đã đề xuất thành lập nhiều mô hình hay, mang lại hiệu quả và được nhân rộng, góp phần chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chương trình hôm nay xin giới thiệu về tấm gương cán bộ phụ nữ này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là buổi sinh hoạt định kỳ của Tổ phụ nữ người Hoa ở phường 1 thành phố Sa Đéc. Những buổi sinh hoạt đầm ấm như thế này đã được duy trì đều đặn hàng quý trong suốt 4 năm qua. Gần 20 thành viên của tổ rất hào hứng khi tham gia sinh hoạt. Nơi đây đã trở thành điểm hẹn để các cô, các chị phụ nữ người Việt gốc Hoa sinh sống ở Sa Đéc được gặp gỡ, trao đổi những thông tin hữu ích trong cuộc sống. Chúng tôi được phổ biến rất là nhiều, kể cả là về bên mặt chính quyền, thì cũng có rất nhiều đoàn thể họ đến đây để họ chia sẻ, tham gia rất là vui. Coi như là cùng quan tâm lẫn nhau, rất là tốt, rồi hiểu biết nhiều hơn, thân tình hơn. Bởi vì nếu mà mình đến từng nhà thì nó sẽ không có tiện đâu, mà lâu lâu 3 tháng chúng ta tụ họp lại với nhau, có vui buồn chia sẻ, rồi trong gia đình có cái gì cũng có thể tâm sự với nhau, phải nói là rất là tốt. Chúng tôi rất là cố gắng duy trì. Căn nhà trọ này chính là nơi tá túc của gia đình chị Nguyễn Thị Hằng. Nhờ được tham gia vào tổ phụ nữ nhà trọ, chị Hằng được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 xét hỗ trợ về số tiền 30 triệu đồng. Với số tiền này, gia đình chị có thêm số vốn kinh doanh, thu nhập ổn định. Cũng nhờ tham gia tổ phụ nữ, thì nhờ cho giúp đỡ cho chồng với vốn là 30 triệu, thì cũng làm ăn, rồi lo té ra tiền ra lo cho con. Ngoài phần vốn không, rồi còn nhờ cấp học bổng cho con là tiền, rồi tập vở, sách vở, rồi Tết quà cáp. Trên đây chỉ là hai trong số nhiều mô hình được chị Thái Thị Mỹ Trâm,
triển khai thực hiện hiệu quả tại Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1. Với gần 10 năm gắn bó với công tác phụ nữ, chị Trâm đã đề xuất thành lập nhiều mô hình hay như mô hình thùng rác hộ gia đình, đoạn đường ba sạch, tổ phụ nữ Phật giáo, tổ phụ nữ hùng vốn mua bảo hiểm y tế, tổ phụ nữ từ thiện. Thông qua các mô hình này đã góp phần chăm lo cho hội viên, trong đó có những phụ nữ nghèo và trẻ em mồ côi. Trong thời gian qua, chị Thái Thị Mỹ Trâm đã đề ra nhiều cái mô hình nổi bật và tiêu biểu để tập hợp phụ nữ trên địa bàn phường 1. Chị cũng có nhiều cái ý tưởng phù hợp với cái tâm tư nguyện vọng của chị em phụ nữ trên địa bàn của phường. Thì với những đóng góp của chị Thái Thị Mỹ Trâm trong thời gian qua, thì hoạt động hội và phong trào phụ nữ luôn là đơn vị tiên phong, tiêu biểu và đóng góp tích cực vào phong trào của phụ nữ thành phố. Khi các mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 được thành lập và được nhân rộng thì bản thân tôi và tập thể chị em trong ban chấp hành phụ nữ phường 1 rất là vui, giống như là chúng tôi đã truyền tải được một cái thông điệp có giá trị vào trong cuộc sống, là một cái động lực cho chúng tôi phát triển. Chúng tôi coi như là phải cống hiến hơn nữa, chúng tôi phải cố gắng để mà hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với những đóng góp tích cực cho phong trào công tác của hội, những năm qua, chị Thái Thị Mỹ Trâm đã được các cấp từ trung ương đến địa phương tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, năm 2023, chị vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen, vinh danh là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc và được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo. 5 năm liền đều đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động hội và phong trào phụ nữ. Trang tin địa phương của thành phố Sa Đéc đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn gặp lại trong trang tin kỳ sau.